Mình muốn nói là cuộc sống gia đình chúng ta nói về những cái sự thật, nói về cái sự thật mà nó không thật, mà nó không thật. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của Vân Giấy. Hôm nay thì cũng là một cái tình cờ, một số bạn cũng hỏi đến kênh Vân Giấy làm cách nào để kênh Vân Giấy thì được nhiều view mà được bật kiếm tiền nhanh thế. Vâng, đúng vậy, bật kiếm tiền nó là một quá trình đối với các bạn làm YouTube mới. Cái bài video này thì chỉ dành cho các bạn làm YouTube thôi, còn các bạn nghe ca nhạc về chương trình Vươn Giấy thì các bạn có thể không nghe, hoặc là các bạn có thể xem hết video này. Có khi xem hết video này các bạn lại biết làm YouTube cũng nên, đúng không ạ? Thì các bạn có hỏi là làm cách nào video mà được nhiều view mà nhanh được bật kiếm tiền. Vâng, để làm được cái đấy thì chúng ta phải xác định được là nội dung video chúng ta hướng về cái gì và làm như thế nào để chúng ta có thể ra được những video mà có chất lượng mà nhiều view. Câu hỏi đặt ra là cái video chúng ta hướng về đối tượng nào đấy. Thì cái làm video thì chúng ta cũng phải biết được là làm video để khán giả xem được cái kênh của mình, nó cũng cái nội dung video chúng ta làm ra thì cũng như cũng một cái mảng gọi là marketing bán hàng ấy các bạn ạ. Đấy, làm video cũng thế, và chúng ta phải tập trung vào cái nội dung video xuyên suốt từ đầu đến cuối. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm như thế nào và làm được cái gì, chúng ta phải làm như thế nào và làm được như cái gì, đúng không ạ? Và xin chia sẻ với các bạn là một số bí quyết để làm cái nội dung video hay thì chúng ta phải nắm được 4 bí quyết và 6 cái cơ bản. Đấy. Cái bí quyết đầu tiên để làm cái nội dung video hay ấy, thì chúng ta phải biết nội dung của chúng ta phải hướng về cái thông điệp gì. Đấy, cái thông điệp chúng ta hướng cho khán giả xem là nội dung chúng ta hướng về thông điệp gì. Cái thông điệp ở đây có nghĩa là chúng ta tập trung về cái video ta về cái chủ đề gì ấy, đúng không ạ? Nếu mà các bạn làm video mà không biết chủ đề thì chúng ta làm video làm ra cái gì thì chúng ta biết xem là xem cái gì đấy. Và cái thứ hai thì chúng ta làm video có nội dung, cái này là khó ạ. Đấy, cái này là những bạn nào mà mạnh lắm mới dám làm. Các bạn phải làm những cái video mà có nội dung người khác muốn làm mà chưa dám làm, đúng không ạ? Thì các bạn làm được cái video này có nội dung như thế này thì đảm bảo view các bạn Cái thứ ba, người ta có nghĩ làm nhưng không dám nói, đấy mới là cái đẳng cấp, đúng không ạ? Làm video, tất cả anh em chúng ta làm video chúng ta phải làm trong cái suy nghĩ người khác, người ta muốn nói rồi nhưng mà không dám nói, mình phải làm cái thông điệp để thể hiện cái cảm xúc người ta được lên, thì cái đó thì họ sẽ có những cái cảm xúc gọi là thích video và thích kênh của mình. Xin lưu ý rằng là cái cảm xúc này các bạn phải lựa chọn khôn khéo vào những từng đối tượng nhé. Các bạn làm đối tượng nào thì ví dụ như đối tượng thiếu nhi hay là đối tượng giới trẻ hay là đối tượng của người lớn nhé. Đấy. Rồi cái thứ tư thì các bạn lưu ý rằng ở đây ấy, thì chúng ta phải làm những cái video mọi người thích. Đấy, nhưng là cái gì? Phải gãi tai một tí các bạn. Là khán giả chúng ta thích rồi nhưng không dám nói, không dám làm. Đấy, chúng ta phải làm cho những cái khán giả chúng ta biết là chúng ta làm cái video đấy thể hiện cái cảm xúc của khán giả ta có biết và không dám nói, không dám làm. Đó là cái bốn cái nội dung. Tuy nhiên để làm được bốn bốn nội dung đó tốt lên, chúng ta phải xác định cái giá trị bốn nội dung này như thế nào. Đấy, câu hỏi đặt ra thế, chứ không phải nói bốn cái nội dung kia nói là làm được, cho nên là nó có căn cứ các bạn. Chúng ta phải xác định bốn cái giá trị đấy nó như thế nào. Vậy nên chúng ta phải xác định
có 3 yếu tố. Một, chúng ta phải xác định bốn cái nội dung này thuộc về nhóm khán giả nào, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn có nội dung kia nhưng mà các bạn lại tập trung vào người lớn, thì các bạn xây dựng video của giới trẻ thì không phù hợp. Các bạn xây dựng video của giới trẻ, các bạn lại tập lộn xộn sang thanh thiếu niên, đúng không ạ? Hoặc là khán giả nhỏ tuổi thì nó không phù hợp. Cho nên rút ra một cái điều kinh nghiệm, nếu mà chúng ta tập trung vào cái giới trẻ thì nội dung chúng ta phải có mang tính chất giàu nhân văn và cảm xúc. Ở đây có nghĩa là nếu nhé, nhưng mà có căn cứ. Nếu ấy, thì là tập trung vào giới trẻ thì chúng ta phải truyền đạt được những cái video nó mang tính chất nhân văn và giàu cảm xúc. Còn trẻ nhỏ thì làm sao ạ? Thì trẻ nhỏ thì làm sao ạ, đúng không ạ? Nếu mà làm theo giới trẻ mà gọi là trẻ nhỏ ấy, thì chúng ta phải tập trung vào những cái video mang tính giáo dục và giải trí. Đấy. Nhưng mà cái này thì chúng ta phải rút kinh nghiệm là giáo dục và giải trí thì nó phải rõ ràng, rành mạch nhé, chứ không có bạo lực và khiêu dâm. Đấy, không có bạo lực và khiêu dâm ở đây nhé. Cái thứ ba, cái nội dung tập trung vào người lớn tuổi. Chúng ta phải xác định được người lớn tuổi đương nhiên là về nhân văn và cảm xúc. Tuy nhiên, chúng ta có chuyên ngành tốt, chúng ta có thể làm về chuyên ngành chúng ta, thì cái những cái đối tượng lớn tuổi ấy rất là thích cái món này. Căn cứ vào những cái nội dung trên thì hiện tại là chúng ta vẫn quen một cái nội dung hiện đang rất hot trên thị trường, khán giả luôn luôn tìm xem. Đó là gì ạ? Hiện nay thì xin nói với các bạn là cái video mà khán giả hầu như là 24 trên 24 đều có khán giả xem. Đó là gì ạ? Đúng không ạ? Đó là cái thể loại là phim ngắn. Đấy. Cái thể loại phim ngắn này thì mang cái tính chất cảm xúc, nhân văn. Đấy, mang tính chất cảm xúc nhân văn và nó có cái kết có hậu. Đấy. Tuy nhiên là trong cái những cái kịch tính của giai đoạn đầu ấy thì nó hơi gọi là có những cái loại kẻ yếu kẻ mạnh. Đấy. Rồi những có những cái tình huống là vừa khóc vừa cười. Đấy, những cái tình huống khó khăn rồi về cuối thì lại có hậu. Đấy, cho nên là những cái dạng nội dung này ấy, xin chia sẻ thật với các bạn là rất được khán giả yêu mến, bởi vì khán giả là thích cảm xúc nhiều hơn. Cho nên là khi cảm xúc của khán giả nó dâng trào ấy, tự nhiên chia sẻ video của mình và video của mình tự nhiên tăng view, đúng không ạ? Nói đến đây thôi thì một số bạn thì vẫn còn mơ hồ là làm cách nào để có nội dung hay. Vâng, làm cách nào để có nội dung hay thì hiện tại thì một số bạn thì có, nhưng mà một số bạn thì vẫn không. Nhưng mà làm theo mình ấy thì mình có 6 ý tưởng mà căn cứ vào trên kết quả tìm kiếm của Google, khán giả xem hàng tuần, hàng tháng ấy, thì có 6 cái nội dung mình xoay quanh cái 6 nội dung đấy thì không bao giờ lỗi mốt. Đầu tiên là các bạn là tập trung vào cái vấn đề phim ngắn nói về sự hy sinh của gia đình. Đấy, anh chị em, đấy, vợ chồng. Đấy, các bạn phải tập trung vào những cái vấn đề phim ngắn đấy. Thì anh chị em, gia đình, vợ chồng. Đấy,
chúng ta phải thể hiện được cái cảm xúc linh hồn trong bộ phim ngắn đấy, đúng không ạ? Thì cái này là một cái rất thành công của một số bạn làm quảng cáo marketing, bán hàng ấy. Có một số bạn ấy chia sẻ lên cả Facebook và fanpage và trên các trang mạng xã hội khác như Quayta và blog post, đúng không ạ? Cái kịch bản thứ hai, xin nói với các bạn là kịch bản thứ hai chúng ta có thể tạo ra những khoảnh khắc bạn nào đó đạt vinh quang. Đấy, tạo ra những khoảnh khắc bạn nào đó đạt vinh quang, vượt qua khó khăn. Đấy, vượt qua khó khăn trong hoạn nạn. Đấy. Khoảnh khắc thứ hai chúng ta có thể làm ra những cái nội dung đấy. Trong cái nội dung thứ hai này chúng ta có thể ghép những cái mệnh đề bất hạnh vào đấy, rồi lồng ghép những người thành công, rồi chúng ta có thể lồng ghép khôn khéo vào những cái sản phẩm, hoặc là lồng ghép vào khôn khéo vào những cái vấn đề kêu gọi tài trợ cho những cái nhân vật mà khó khăn ở trong hoàn cảnh mà chúng ta thấy là đáng thương và muốn giúp một phần nào đó cho cái gia đình đấy hay các bạn đấy để vượt qua khó khăn đấy. Thì các mạnh thường quân cũng rất là thích xem những cái video này và chia sẻ chúng ta rất là rộng rãi, đúng không? Cái nội dung thứ tư, mà cái chủ đề thứ tư chúng ta phải nắm được là chúng ta phải phải làm về những cái cuộc sống gia đình. Đấy. Cuộc sống gia đình ở đây mình muốn nói là cuộc sống gia đình chúng ta nói về những cái sự thật, nói về cái sự thật mà nó không thật, mà là nó mà không thật. thật, tức là ý nghĩa ở đây là chúng ta nói những cái không thật mà nó là thật. Đấy, những cái thật mà không thật, rồi đến cuối video chúng ta có cái hồi kết gọi là cổ họng, đúng không ạ? Thì cái này là được một 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 lượng khán giả trong năm là xem là rất là đông đấy, theo cái thống kê các bạn search Google xem đấy, rất là đông. Rồi cái thứ năm là các bạn là quay những đấy, những yếu tố bất ngờ. Yếu tố bất ngờ ở đây là cái gì? Tức là những cái việc mà mình thấy nó có tin nhưng mà có thật. Trên đời này làm gì có việc có tin như có thật. Đấy, nhưng mà chúng ta phải 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 nắm được những cái tình huống nào ở trên mạng hoặc là những câu chuyện nào có thật. Sau đó chúng ta dừng cạnh lại những cái việc có tin nhưng có thật, thì những cái này thì đảm bảo các bạn là view các bạn tăng vút vút. Và cái thứ sáu thì mình không nói nữa, cái thứ sáu thì xin dành lại cho các bạn xây dựng ý tưởng tiếp. Và một số bạn thì cũng có rất là nhiều ý tưởng. Ở đây mình chỉ nói qua sáu cái kịch bản máu thôi, đúng không ạ? Sáu cái kịch bản máu mà mình vượt qua, nhưng mà đây mình chỉ nói năm cái kịch bản máu. Còn cái thứ sáu, thứ bảy đến thứ 10, 1.000 gì đấy thì các bạn ấy vui lòng đóng góp vào comment bên dưới video và đăng ký cập nhật kênh để sau mình có trả lời thắc mắc của một khán giả nào đó, hoặc là mình trả lời bạn luôn, đúng không ạ? Thì bạn sẽ được xem sớm nhất và nhanh nhất. Hãy like và đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào và cảm ơn các bạn rất là nhiều.